Chả biết vợ em đang ăn. Lấy ít thôi. Con để im con. Có lấy ít cho tụi bóng thì lấy. Đây là con gì vậy bố? Con vịt. Con vịt nhỏ nhỉ? Con vịt đâu con ngỗng ơi chị nhỉ? Thế là tốt rồi. Chó nhà ai? Bố đi lên đây. Lên đâu? Lên nhà. À hai bố con về tắm cho sớm đi.